Hoái và Chân Như kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin tối thứ Sáu ngày 18 tháng 5 với một số tin tức đáng chú ý. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện bị thương binh bao vây. Cục trưởng Cục Hàng hải đương nhiệm và ba viên chức cao cấp bị bắt và bị truy tố về vụ Vinasin. Thưa quý vị, sáng nay một nhóm thương binh hung tợn bao vây thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm, xông vào hành hung nhân viên trong thư viện để tìm tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện và đến 11 giờ trưa nay còn vây ông trong phòng. Một nhân viên thư viện thuật lại. Lúc khoảng 8 rưỡi kém 15 ạ. Nghe thương binh đến đỗ ngổn ngang ở trước cổng viện. Kêu là thương binh xong rồi đánh một cô bé ở viện ạ. Cô bé tôi nói thẳng bảo là thư viện không được vào cái nọ cái kia thôi. Tôi chỉ nói thế thôi chứ không có vấn đề gì cả. Thế là bảo cô là láo là không có đánh. Có người hỏi là bảo thư viện ở đâu. Chỉ hỏi tầng 3 thư viện ạ. Thế thì em có cái chứng minh sau thì có một mấy người nữa khi ra đến cổng thì em thấy có mấy người xông thẳng vào thương binh, thấy xe thương binh mà xông thẳng vào thì em nghĩ là cái trường hợp này cũng xong rồi, thử ỏn tỏ lên là hàn đảng phản đảng như gì ấy. Thế thì em có cảm giác là không bình thường, thì em là người đồng nghiệp thì em cảm giác em chạy lên không? Viện đã có sẵn là viện đã có mặt ở viện rồi, thế là người ta xông thẳng lên tầng 3 luôn mà. Thế em thấy trên đấy vẫn còn ầm ĩ đó, có phải tiếng bàn ghế gì đấy. Em không dám lên tại vì lúc nãy còn xông vào đánh với bọn em mà. Tức là khoảng 7-8 người gì đấy hoặc hơn, rõ lắm nhưng mà thấy toàn người trong hùng hổ thì sợ lắm. Lúc 10 giờ sáng, hơn 30 người bạn và blogger đã tập trung tại Viện Hán Nôm để theo dõi tình hình và bảo vệ cho sinh mạng của tiến sĩ Diện. Một người trong nhóm cho biết họ chỉ đứng ngoài nhìn mà không dám vào vì những thương binh này thuộc thành phần nhạy cảm. Nhóm người hung bạo này gào thét, tranh luận ở trong phòng, la hét đòi tiến sĩ Diện chấm dứt kêu gọi tẩy chay điện hạt nhân, yêu cầu tịch thu máy tính, yêu cầu hãm blog. Đến lúc đó, ông Diện chưa bị xâm phạm tới thân thể. Tới 11 giờ sáng, chúng tôi vẫn không liên lạc được với nạn nhân. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện trong vài năm gần đây rất nổi tiếng do trang blog của ông luôn theo dõi những diễn biến nóng về thời sự xã hội để thông tin đến dư luận. Ông đưa tin những cuộc biểu tình chống Trung Quốc, các vụ cưỡng chế từ Tiên Lãng tới Văn Giang, Vũ Bản. Hồi gần đây, trang blog này đã tập trung chữ ký của nhiều người kiến nghị lên chính phủ yêu cầu chấm dứt dự án nhà máy điện hạt nhân sau khi Nhật Bản lên tiếng trợ giúp Việt Nam trong việc xây dựng và triển khai nhà máy, trong khi Tokyo đã bãi bỏ hoàn toàn các nhà máy điện hạt nhân sau sự cố Fukushima. Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, cựu chủ tịch Vinalines và ba cán bộ cao cấp khác chính thức bị khởi tố về tội cố ý vi phạm quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bốn nghi can là ông Dương Chí Dũng, Cục trưởng Cục Hàng hải từ tháng 2 năm nay, vụ phó vận tải Mai Văn Phúc, nguyên tổng giám đốc Vinalines và ông Trần Hữu Triều, phó tổng giám đốc Vinalines cùng một viên chức cao cấp khác. Theo tin tức Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, thì những cán bộ này đã có hành vi sai trái trong Tổng công ty Hàng hải của nhà nước, gây thất thoát 80 triệu đô la từ năm 2009 đến năm 2010 vì mua sắm tàu cũ bên cạnh việc đầu tư kém hữu hiệu. Như vậy, hơn một tháng sau khi 9 viên chức cao cấp của Vinasin lãnh những án tù dài hạn vì vụ tai tiếng của Vinasin gây hậu quả nghiêm trọng, nay đến lượt các cán bộ của Tổng công ty Hàng hải bị bắt và bị điều tra về những tội danh tương tự. Báo chí Việt Nam nói ông Dương Chí Dũng đang đi vắng khi công an đến bắt. Quay sang tin khu vực, thưa quý vị, Tổng thống Benigno Aquino của Philippines đã thuyết phục một nhóm người định bơi thuyền đến vùng đảo đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Nhóm này gồm khoảng 20 người, dự tính cùng với một toán phóng viên truyền hình đi thuyền đến bãi Scarborough mà phía Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham và ở lại đó 3 ngày. Kế hoạch này được hủy bỏ sau khi đích thân Tổng thống Aquino gọi điện thoại nói chuyện với người trưởng nhóm là ông Nicanor Fordon, nói rằng việc làm của họ có thể sẽ gây thêm bất lợi trong lúc chính phủ Phi đang tìm cách giải quyết căng thẳng bằng đường lối ôn hòa. Ông Fordon cũng nói với báo chí rằng, trong cuộc tiếp xúc, Tổng thống Aquino cho biết là đặc sứ của Manila hiện đang có mặt tại Bắc Kinh để cùng với các viên chức Trung Quốc thảo luận giải pháp cho cuộc tranh chấp. Thưa quý vị, sáng nay Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đón tân Tổng thống Pháp François Hollande tại Nhà Trắng. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo và các đề tài về kinh tế, cuộc chiến Afghanistan sẽ là những điểm được nói tới. Các nhà quan sát chính trị ở Washington tin rằng điều ông Obama mong đợi sẽ là xây dựng được quan hệ tốt với tân lãnh đạo của nước Pháp như quan hệ ông từng có với cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy.
Một số chuyên gia về kinh tế cho rằng ông Hollande ủng hộ giải pháp kích cầu để kinh tế châu Âu tiếp tục vận chuyển, tương tự như gói kích cầu đã được ông Obama cho thực hiện trong 3 năm qua để đưa nước Mỹ ra khỏi giai đoạn khủng hoảng. Sau cuộc hội kiến giữa hai nhà lãnh đạo Pháp-Mỹ sẽ là thượng đỉnh G8 diễn ra vào tối nay ở trại David. Thượng đỉnh G8 năm nay diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới chưa thật sáng sủa. Các quốc gia trong khối sử dụng đồng euro vẫn lúng túng, chưa biết phải làm những gì để cứu nguy cho khối. Tân Tổng thống Pháp không muốn cắt giảm phúc lợi như nước Đức muốn làm. Kinh tế châu Âu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế nước Mỹ và đến cả hy vọng tái đắc cử của ông Obama. Tổng thống Hoa Kỳ sẽ lên tiếng, nói ông tin tưởng và ủng hộ quyết tâm của các nước bạn. Nhưng đừng quên, vẫn còn nhiều khó khăn phải giải quyết trước khi mọi người nhìn thấy thị trường chứng khoán toàn cầu thật sự ổn định. Hầu hết các nhà phân tích đều tin một châu Âu với nền kinh tế vững chắc sẽ tạo cơ hội tốt hơn cho ông Obama khi vận động tranh cử. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ afa.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ achautudo.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Hòa Ái và Trân Như xin kính chào tạm biệt quý vị.